Vâng, Noga xin kính chào tất cả quý chị em nha. Thì hôm nay Noga cũng trở lại một cái vườn xoài Đài Loan ha. Một cái vườn xoài Đài Loan khá rộng anh em ha. Một cái vườn xoài này cũng vừa mới thu hoạch xong, năng suất là rất là khả quan anh em ha. Đó thì cái vườn xoài này được anh chủ chăm rất là kỹ ha. Thì sau khi mùa vụ thu hoạch thì được anh chủ vườn tái tạo lại cái cơ đọt cũng như là cái bộ lá rất là đẹp, rất là tuyệt vời ha. Đây đó, được anh chủ vườn anh tái tạo rồi đó, anh tỉa tất cả những cái cành đã cho trái rồi anh em, anh tỉa bỏ đi ha. Đó, rất là đẹp ha, nhìn cái vườn xoài rất là tuyệt vời, rất là ok. Vâng, thì anh chị em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe ha, để hỗ trợ cho Kia cũng như là đón nhận một cái video tiếp theo ha, mới nhất của Kia ha. Vâng, một cái hôm nay thì Kia cũng chia sẻ cho tất cả quý anh em một cái quy trình mà để tái tạo lại một cái vườn cây ăn trái để cho nó trẻ hóa. Nghe trẻ hóa là sẽ phái anh em ha. Trẻ hóa là sẽ phái rồi. Thì một cái vườn cây ăn trái nào cũng vậy, khi mà trong cái quá trình trong quá trình mà mang trái á, sau khi mà mùa vụ thu hoạch đó thì cái cây trồng của chúng ta nó đã kiệt sức đi, cũng như là nó sinh trưởng phát triển kém ha. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng tái tạo lại những cái gì, nhất là cơ đọt nè, thứ hai là tạo tàn và tỉa tán cho cây ha, để cho cây thông thoáng nè, thứ nhất. Thứ hai là hạn chế được tối đa về cái sâu bệnh hại ha của cái mùa vụ trước, để nó lưu tồn để lại cái mùa vụ sau đó. Đó thì một cái quy trình như thế nào, Vâng Kia cũng chia sẻ tất cả quý anh em ha. Quý anh chị em biết rồi, sau khi chúng ta thu hoạch một cái mùa vụ cây ăn trái xong thì chúng ta cũng vệ sinh cây ha. Nói chung là chúng ta vệ sinh cây, tạo tàn tỉa tán cho cây thông thoáng đi. Đấy, như cây như này nè, sau khi chúng ta sẽ thu hoạch trái xong thì chúng ta dùng những cái dụng cụ ha, như kéo anh em, chúng ta cắt những cái đọt mà nó đã cho trái của cái mùa vụ trước á, chúng ta lại cắt hết đi ha. Cắt hết đi, chúng ta cho thứ nhất là cái gì, để cho cái chiều cao của cây nè. Như cây xài như này chiều cao rất là hạn chế ha, như tuy nhiên cái cây xài 4 năm rồi nhưng mà chiều cao rất là thấp. Thì chúng ta thường xuyên ở những cái gì, khống chế đọt nè, thứ hai là tỉa tàn tạo tán cho không cho những cái cơ đọt vô hiệu, cũng như là cái cây nó vượt lên cái chiều cao nó cao vì làm cho chúng ta khó chăm sóc ha. Chúng ta luôn lúc nào cũng khống chế tàn và tạo những cái cơ đọt hoàn toàn mới cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt ha, để chúng ta dễ chăm sóc cũng như là trong quá trình quang hợp cũng như là hút những dinh dưỡng ấy cho nó, cái cây cho nó đầy đủ dinh dưỡng cũng như là đem lại được một cái năng suất cao nhất. Vâng, thì sau khi chúng ta đã cắt những cái đọt mà vừa thu hoạch như này đó, chúng ta muốn là cho một cái cây đọt mà chúng ta đã ra đồng loạt và tốt, chúng ta làm như thế nào. Vâng, thì Kia cũng chia sẻ với các quý anh em nha. Thì sau khi chúng ta tỉa tàn và tạo tán xong thì đối với cái cây xoài gốc 4 năm như này ha, thì chúng ta sẽ bón những cái hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng cho phát triển cái cơ đọt. Thì xong bên cạnh đó thì Kia cũng chia sẻ cho anh em là cũng như là cái vườn cây của anh Chính nè, cái quả cầu lửa 007 ha. Thì đối với cái gốc xài như này 4 năm như này thì Kia cũng cho bón là 1,5 kg ha, cộng với cái bu mát Japan đó, và tưới nước giữ ẩm từ 3 tới 5 ngày đó, để cho những cái hệ thống vi sinh ha nó xâm nhập vào đất cũng như là nó cho làm cho xốp đất và nuôi cái hệ rễ cho cây nó phát triển tốt. Và đồng thời sau 5 tới 7 ngày thì chúng ta tiến hành phun những cái kích thích lên toàn thân trên lá ha, để cho là đọt nó ra đồng loạt hơn, cũng như là cái gì, cái chai bung đọt và bo canxi như kẽm. Chai bung đọt thì thì chúng ta pha liều lượng cho Kia là 50cc ha, cho bình máy 25 lít, và cái bo canxi như kẽm thì một muỗng ăn canh ha anh em ha. Chung lại chúng ta phun trực tiếp lên đọt, lên thân, lên lá của cái cây xoài như này đó, để cho nó tạo một cơ đọt ra đồng loạt hơn và đều hơn ha, và lá xanh dày mướt hơn đó. Thì sau khi chúng ta phun đọt nó ra đều thì chúng ta sẽ phun lại cho Kia, ngừa lại là cái gì, những cái loại côn trùng chích thuốc cũng như là phá hại cái lá ở giai đoạn mà lá non anh em, như là cái con mà sắn
xoắn tóc ha. À, nó lên nó cắn những cái đọt sồi đó, nó làm cho đọt sồi chúng ta nó đứt những cái lá đi đó, làm cho cái cây sồi chúng ta nó không có đẹp ha đó. Thì chúng ta quản lý những cái sâu bệnh hại sau khi mà lá non nó ra là cho cây sồi chúng ta nó đẹp hơn ha, và nó quá trình sinh trưởng cũng như là quang hợp hút dinh dưỡng nó được tốt hơn. Vâng, thì đây cũng là một cái chia sẻ của Kia, tuy nhiên cái video không dài nhưng mà Kia cũng nói rất là chi tiết ha, cho quý chị em ta cùng theo dõi và áp dụng cho cái vườn cây ăn trái chúng ta làm như nào đạt hiệu quả cao ha. Đó. Thì Vân Nokia cũng cảm ơn quý anh chị em theo dõi video của Kia ha. Thì Vân Kia cũng để lại hai số điện thoại trên màn hình. Đó. Quý chị em cũng nhớ điện cho Kia ha, về cái khó khăn về cái kỹ thuật Kia cũng chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý anh em ha. Vâng, cuối cùng thì quý anh chị em cũng nhớ đăng ký kênh like subscribe để ủng hộ cho Kia và đón nhận một cái video tiếp theo ha. Phần Noga xin kính chào tất cả quý anh chị em và chúc quý anh chị em một mùa vụ bội thu. Phần Noga xin kính chào nha.